Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em xin phép là giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản một cầu Legender 2.4 máy dầu, thì màu trắng ao trai, và đồng thời giới thiệu cho anh chị về cái xe Fortuner thời điểm hiện tại. Thì xe Fortuner năm 2022 này thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 7 phiên bản, và trong đó có 2 phiên bản là máy xăng nhập khẩu, còn lại là 5 phiên bản sẽ là máy dầu lắp ráp trong nước. Thì giá là các phiên bản như sau. Thứ nhất là so đối với máy xăng thì phiên bản một cầu 2.7 sẽ có giá niêm yết là 1.187.000.000, còn phiên bản thứ hai, phiên bản 2 cầu sẽ có giá niêm yết là 1.277.000.000. Phiên bản có phiên bản máy dầu thì số sàn sẽ có giá niêm yết là 1.015.000.000. Còn phiên bản một cầu thường sẽ có giá là 1.107.000.000. Phiên bản một cầu Legender trước mắt chúng ta đây sẽ có giá niêm yết là 1.248.000.000. Còn phiên bản hai cầu thường thì sẽ có giá niêm yết là 1.423.000.000. Còn phiên bản hai cầu Legender phiên bản cao cấp nhất thì sẽ có giá niêm yết là 1.459.000.000. Và anh chị lưu ý giúp em là đối với những cái dòng xe của Toyota thì màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn các màu khác là 8.000.000 đồng. Thế nên là cụ thể hơn là cái chiếc xe trước mắt chúng ta đây giá niêm yết là 1.248.000.000. Còn nếu mà màu trắng ngọc trai như trước mắt chúng ta thì sẽ có giá là 1.256.000.000. Thời điểm hiện tại thì bên em đang có chương trình hỗ trợ đối với dòng xe Fortuner Legender này, là hỗ trợ cho anh chị một gói phụ kiện của xe. Thì đối với cái giá xe hiện tại 1.200.000.000 đối với màu trắng ngọc trai, 1.256.000.000, 1.256.000.000 cộng với tiền thuế 10%, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm nó sẽ rơi khoảng tầm 1.380.000.000, khoảng tầm 1.380.000.000-1.390.000.000, thì anh chị có thể lăn bánh được chiếc xe này ra ngoài đường. Nó bao gồm phụ kiện và chưa bao gồm bảo hiểm. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về nội ngoại thất chiếc xe này. Thứ nhất là xe, phần đầu xe được thiết kế mới thể thao theo phong cách Legender năm 2022. Thì ở phần đầu xe được trang bị, thứ nhất là ngay dưới logo đây được trang bị camera 360 cam trước trong bộ cam 360. Và thứ hai đây là bộ đèn bi led, trong đó có hai bi led của đèn này, đèn sương mù dạng led này, cảm biến trước bộ đèn này rất là đẹp. Ở phía thân xe thì xe được trang bị là la răng phay xước cùng với bản lốp to. Gương chiếu hậu của xe thì được trang bị, đây là mắt cam ở trên cái bộ cam 360. Tay nắm cửa thì được mạ chrome. Xe thì được trang bị là cốp điện rồi anh chị ạ. Chỉ cần một chạm là cốp sẽ đóng. Và trang bị kèm luôn cả đá cốp nữa. Bộ đèn sau này cũng là bộ đèn riêng cho phiên bản Legender, nên là cái bộ khi mà bật xi nhan lên ấy, đèn led nó sẽ chạy từ bên này sang bên này, xi nhan led đuổi. Còn cái phần này thì sẽ được sơn là đen, phần chữ Fortuner ấy, dưới logo thì sẽ được sơn đen và có biểu tượng của Legender ở đây. Nên giới thiệu cho anh chị về mức tiêu thụ của xe thì xe chỉ tiêu thụ 7,4 lít dầu trên 100 cây đường hỗn hợp. Để tiện cho anh chị quan sát thì em sẽ bật đèn lên anh chị xem nhé. Dạ, anh chị thấy được đây là hai bóng led này. Nên nếu mà trời tối anh chị sẽ thấy rõ hơn những cái đường gân này ấy, cái đường gân như này thì nó sẽ là kiêm luôn cả cái chức năng là đèn chiếu sáng ban ngày, đèn định vị ban ngày. Nếu mà lên trời tối sẽ rất là đẹp, hay đèn sương mù sau. Còn đây là đèn xi nhan led đang là dạng led đuổi chạy đấy ạ. Xi nhan là dạng led đuổi. Ở phía phần đuôi xe cũng vậy.
xi nhan được trang bị là lặng Z LED đuôi. Đây ạ. Còn ở phần nội thất thì ở phiên bản Legender này sẽ được trang bị là nội thất đen pha với màu đỏ đun, kiểu dạng thể thao. Đây là nút chỉnh gương điện của xe. Còn đây là các cái phím chức năng. Thứ nhất là tắt bật cảm biến này, đây là mở đá cốp này, mở chức năng tắt bật chức năng đá cốp này, đây là bật cam 360, đây là mở cốp điện, đây là mở xăng, đây là mở capo. Xe được trang bị cả cruise control, đèn gương chống chói tự động. Đây em sẽ giới anh chị hàng ghế thứ hai. Fortuner thì là một trong những dòng xe có hàng ghế thứ ba ngồi rộng rãi nhất trong phân khúc. So với những đối thủ của xe Hàn thì Fortuner là dòng xe có cái hàng ghế thứ ba thoải mái nhất và người lớn có thể ngồi được. Còn ở cái phiên các cái dòng xe Nhật khác thì Hàn khác thì hàng ghế thứ ba người lớn ngồi thì khá là khó chịu. Đấy, sẽ lên xe em giới thiệu cụ thể hơn về nội thất cho anh chị nhé. Ở phần xe này thì được trang bị là thứ nhất là cái cốp điện này, cam 360 này, rồi màn hình và bộ loa JBL. Loa này thì nghe rất là hay. Đèn nổ này, rồi điều hòa tự động hai vùng. Chế độ lái Power, Eco và Normal. Ngoài ra thì có nút tắt chống chân trượt ở đây. Phanh tay thì vẫn dùng phanh tay cơ thôi. Thì xe hướng đến cái vận hành địa hình là chính. Có xe được trang bị cả vô lăng có lệnh chuyển số phía sau. Còn ngoài ra, cái đây là cái bộ chỉnh cái dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Một cái đặc biệt khác nữa là xe được trang bị là hai cái ổ cắm sạc nhanh cho hàng ghế thứ hai. Hàng ghế sạc nhanh cho đây ạ. Còn có cả ổ cắm lấy điện 220V và 100W. Nếu anh chị đi đường dài thì có thể là sử dụng laptop mà thoải mái về năng lượng pin. Như em cũng chia sẻ qua ở phía đầu video thì xe này bên em hỗ trợ là tối đa 80% giá trị xe. Thì anh chị chỉ cần bỏ ra số tiền tương đương là 20% giá trị xe. Và cái tiền phụ kiện bảo hiểm cũng như là đăng ký nữa là anh chị có thể lăn bằng chiếc xe ra ngoài đường. Thì em tính cho anh chị cụ thể chiếc xe này như sau: 1.256.000.000 thì anh chị được hỗ trợ là 80%, thì anh chị trả trước 20% giá trị xe là 251.000.000 cộng với chi phí là 10% thuế, cộng với tiền đăng ký đăng kiểm, cộng với bảo hiểm nữa, thì anh chị bỏ ra số tiền ban đầu sẽ rơi vào khoảng là 400.000.000 là có thể lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Thì phiên bản này là phiên bản thể thao của một cầu. Nếu anh chị là muốn cái tham khảo cái phiên bản nó thấp tiền hơn cũng một cầu, vận hành cũng thế nhưng mà option ít hơn, thì có thể tham khảo sang bản một cầu thường của xe Fortuner. Thì em sẽ để cái số hotline trên màn hình, thì anh chị cần em tư vấn cụ thể hơn với các dòng xe của Fortuner cũng như các dòng xe khác của Toyota thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin phép là hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.